Hello anh em à, buổi chiều mát. Hôm nay rảnh review cho anh em bộ lửa đây của hàng Getleo IC mô bin sườn, một bộ 280.000 dành cho những xe quay game 67 cúp win đây. Máy lớn cũng nhỏ cũng được, máy nhỏ cũng được, một bộ là 280.000 IC mà mô bin sườn, giá cực kỳ sinh viên luôn, chỗ shop quân dễ thương mới có thôi. Đây IC mô bin sườn 280.000 một bộ, chưa bao gồm phí ship nha anh em. Đây IC mô bình sườn 280.000, chưa bao gồm phí ship. Ở những anh em mà đi quay độ hay là ghim độ gì đó là đi gít leo, nói chung hàng gít leo thì anh em biết rồi, giá cả nói chung cũng ok, đi cũng ngon, anh em yên tâm. 280.000 chưa phí ship ha. Đây IC mô bình sườn luôn 280.000. Trời, cái bộ lửa gít leo này thì anh em đã biết rồi ha, đi khá là ok. Đây, về giá là sinh viên, shop mua bán được là sinh viên, hai cục là 280.000. Anh em nào mua lẻ IC là 200, mua lẻ mua bình sườn là 200 đó, còn mua hai cái thì shop bán 280. Chi tiết rõ cho anh em ha, để anh em khỏi thắc mắc đó. Mua bình sườn với IC là 280.000, mua lẻ một cục là 200, mua bình sườn lẻ cục 200, IC lẻ cục 200. Rồi anh em nào cần thì cứ liên hệ với shop ha, số điện thoại của shop là 0908000708 ha. Đây lửa bữa trước là mình có review cho anh em mà bộ lửa của thằng ATE rồi, lửa lửa cụ rồi ha, lửa dàn lửa trên lửa dưới, giờ để shop review cho anh em luôn xăng. Lửa thì thường đi chung với xăng ha, dành cho anh em máy lớn máy nhỏ, nói chung là mấy cái đồ của shop là bán nói chung là máy lớn máy nhỏ đi đều được. Đây bình xăng con 125 Đài Loan ha, bình xăng con này đi nói chung là khá ngọt ngào, về là chỉ thả vô thôi, không cần phải chỉnh sửa gì hết, về là thả vô là lụm, thả vô là lụm. Còn nếu mà đi máy lớn nữa, máy lớn máy đồn hay là máy chích gì đó thì về anh em tự thay kích lơn. Đây bình Đài Loan Kenhin, giá của em đó là 700.000, luôn co xăng ha, luôn co ha, 700 là luôn co cho anh em. Quay chi tiết cho những anh em ở xa đi dàn lửa, tại nhiều anh em hỏi ở đi lửa dày để nọ lửa kia, rồi quay sẵn luôn, co xăng luôn, xăng với co xăng cho anh em luôn, về cứ thả vô mà chơi thôi. 700.000 một bộ, chưa bao gồm phí ship đó. Đây giới thiệu cho anh em hai sản phẩm ha, lửa IC mua pin sườn và xăng bình xăng Kenhin của Đài Loan 700.000 tuôn co, giá cực kỳ sinh viên luôn. Còn con này anh em mua lỏ, mua lẻ là 100.000 cái đó. Tại vì nhớ có nhiều những anh em ở xa thì hỏi tại sao không quay chi tiết hoặc là báo giá chi tiết cho anh em, ở đây sẽ báo giá chi tiết luôn. Lửa thì lúc nào phải đi chung với xăng đó, cho anh em đi máy lớn máy nhỏ ha đi đều được hết. Đây một cái bình xăng như vậy, một bình xăng Kenhin là 700.000 luôn co xăng, còn anh em mua lẻ co xăng thì 100.000. Nói chung là bình xăng này là đi ok, đi từ máy 54 là ok, còn trên máy 54 nữa là tự làm bích lừa, tự lên bích lừa sắp bao cho anh em đi à, tại vì sắp có chỉnh canh chỉnh bình này rồi nên anh em yên tâm. Giá của em nói là 700.000 luôn coi sân. Bình này đi cũng đẹp đó anh em, bình 125 từ máy 54 đổ xuống là đi ok, còn nếu mà làm lên chích nữa hay là lên nữa thì tự 2 bích lơ ha, thì anh em canh chỉnh 2 bích lơ rồi đó. Đó, cho anh em gõ gàng, anh em ở xa gõ gàng ha, để sắp báo lên một lần nữa là một bộ gít leo này gồm IC mua bên sườn là 280.000, anh em mua lẻ là 200.000 một cục. Rồi đây bộ lửa bỏ băng bên ha, rồi bình xăng con Kenhin 700.000 một bộ luôn co, bình này là về là không cần canh chỉnh nha, thả vô là lụm thôi, chứ không có canh chỉnh gì hết. Bình này đi nói chung là ok, không có chảy xăng dư bậy bạ. Rồi anh em nào cần có liên hệ với shop ha, địa chỉ 23 Hiệp Thành 45, phường Hiệp Thành 12, hoặc là anh em tới trước khi tới alo cho shop dưới một cái khoảng chừng 15-20 phút gì đó, sẽ chỉ đường cho anh em dễ hơn. Rồi thôi đây, bye bye anh em ha, buổi chiều mát. Anh em
thấy hay nhớ like và đăng ký giúp shop ha, để được cập nhật các món phụ tùng và share theo ngày tháng. Thank you anh em, bye bye anh em.